mà ông Huy. Ai? Ai ai? Huy còn què. Nói gì mà ông nghe vậy bật. Em bảo là ông Huy, ông bảo là vừa vào cái bảo là đá hai bàn thừa xuống hộ anh cái ông Huy á, Minh Huy á. Ông ngon à ông Huy. Ông núp đâu mà ông ngon, ông kêu đá đúng không Huy? Ông đâu rồi? À trái tim xanh. Anh Huy, em có thể đứng dậy chào anh Huy cái không? Em đứng dậy đi chào anh Huy cái được. Ông Huy bấm biết một cái này. Anh Huy. Ông Huy bấm biết một cái này. Anh Huy phải đồng ý cái đã. Bợ ơi. Ơi, em nghe. Anh hết chịu nổi rồi. Thế anh đứt nghỉ thôi. Thật sự là bây giờ anh muốn đi ngủ. Bây giờ anh muốn đi ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Ông Huy ổng đang ở ngoài Quy Nhơn, ổng kiếm hàng mặt tử á. Anh Huy ở đây kiếm chu không chịu. Đi kiếm hàng mặt tử. Anh Huy bây giờ anh Huy có cho phép em đứng lên chào anh Huy cái không? Cái đấy thì ông Huy ông đồng ý luôn chứ còn nói gì nữa trời. Em đang xin phép anh Huy để anh Huy đồng ý mới dám đứng. Còn không bước qua bước ông cầm hen lẻ lẻ đúng Huy. Mẹ ông Huy ông comment nhanh đi, mẹ mùng 1 Tết ông làm đâu ấy. Cứ thoải mái đi. Ông mọi bữa ông nhanh lắm mà sao bữa nay ông yếu như vậy? Đó, ý nó là ông đồng ý là phải lì xì đó ông Huy. Nghe chưa anh Huy, anh... Ý em là kêu tiếng lì xì cho em á. Nào, ai lì xì đi nào. Chết cha rồi, quả này đi lì xì. Này, cái này đâu có cà chê đâu. Em kia có dễ anh lì xì cái khác cho em đi. Ông Huy, đúng rồi, lì xì ông Huy, ông, đi ông Huy, ông ấn cho tôi ông Huy. Ông ấn cái lì xì tôi trước đi ông Huy. Anh Tiến, anh giờ quả chuối ra anh lì xì đi anh Tiến. Đúng thôi, rồi. Bớt đi bật. Bớt đi bật. Mày trước. Chưa bảo ông Tiến sao. Anh Tiến ơi, anh Tiến, em đếm nhá. Em đếm 1, 2, 3 nhá. Mở cam nhá. Mày bớt đi bật. Tao đếm cho mày á. Bây giờ anh Tiến lì xì cho em cái đi. Đúng rồi, anh Tiến lì xì đi. Nhanh anh Tiến lì xì. Anh Tiến lì xì trước, anh Tiến lì xì trước rồi. Anh Tiến lì xì trước. Em nói trước 1.500 anh em ở đây luôn. Và trước giờ mọi người biết em là em không thích KC. Em đâu thích KC đâu. Trước giờ mọi đúng người rồi, biết em không thích KC mà đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Em chỉ thích anh nhưng em mà, giờ, anh em có gì thì tặng em cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ đúng anh rồi. Biết có một thằng. Bây giờ anh biết có một thằng nó dám đứng ra nó tặng cho em. Nhân tử à? Không, uy tín luôn, thằng này đẹp trai đàng hoàng luôn. Thằng lớp trưởng. Nào. Thằng lớp trưởng. Thằng lớp trưởng thì đúng rồi, nó đấy luôn rồi. 22 cm. Minh ngồi dưới đó. Lớp trưởng. Bây giờ em đếm này. Anh Tiến này, bây giờ em đếm này, em đếm 1, 2, 3 này, anh Tiến này. Mở cam này. Thôi bớt đi. Nào, nhanh. Chuyên gia bắt mà nhá. Thì anh phải có cái gì đó để em nó mới... Anh phải có cái gì đó em mở mới có cái gì đó lại với anh em mình chứ. Thôi thôi, thằng lớp trưởng với anh Bòm làm đi. Anh lớp trưởng không có làm gì. Thằng bad boy nữa. Thằng bad boy. Thằng lớp trưởng, thằng Bòm. Thằng bad boy. Ôi, mượn nghe. Rồi, ông Tiến lại đi tông đồng rồi. Bậy. Có điện thoại. Mở anh Tết to không mở. To hay không thì đang phụ thuộc vào anh Tiến. Anh Tiến muốn sao mà ăn to thì mở. Thôi bây giờ đứng lên cái nữa đi. Bây giờ đứng lên cái nữa đi. Em đứng lên cái đi. Em chào anh Bơm cái đi. Em đứng lên chào anh Bơm cái đi. Từ lúc nãy anh chưa thấy em chào anh đâu á. Bây giờ đứng lên mình giả bộ mình lấy cái quạt á. Đúng không? À mình đã hứng từ dưới lên cái tóc có váy lên rồi ok. Đấy đúng rồi. Có người em. Ông đi đánh bài á ông Tiến. Em chưa chào, em chưa chào anh Bơm luôn á, em chưa chào anh Bơm luôn á. Anh bịt mắt lại. Mợ ơi, mợ chưa chào anh á, mợ chưa chào anh từ lúc vào mợ chưa chào anh. Mà đứng lên, anh nhắm cái ngủ ngon. Ok, đó, đó ông Huy kìa, ông Huy kìa. Ông Huy ơi, nhắm. Nhưng mà anh Huy. Mợ ơi, em nghe. Nhanh nào, đứng lên chào anh cái. Nhưng mà mình đã cái quạt á.
mình để cái quạt á, mình để cái quạt cái mình lấy phớt lên rồi. Cái rồi cho ông Huy cũng ngon đi, ông đi ra Quy Nhơn ông kìm hàng hàng mặt tử luôn. Vợ đang vợ nào, trời ơi anh từ lúc vào anh chờ mà trời ơi, 1.500 rồi kìa, 1.500 view rồi má, đêm giờ này Việt Nam mà không ngủ 1.500 view. Từ lúc anh vào đây anh chờ mỗi mợ đứng dậy chào anh một tiếng thôi, nhưng mà anh vẫn chưa thấy gì. Không có đi làm gì á bad boy. Bây giờ anh Tiến, bây giờ anh Tiến là anh Tiến có làm em hay không thì thôi thôi, chứ anh Tiến không đi làm nữa. bây giờ mà làm á thì làm ở đây không có được, bây giờ làm trên đây đi, thấy không? Cho 1.500 người kìa. Ủa nhưng mà cuối cùng là anh Huy đã cho phép em đứng lên chào anh Huy chưa nhỉ? Với cả anh Bờ đó này. Có rồi, ổng đi ngủ rồi đó, ổng nói cho phép ổng đi ngủ đó, hiểu không? Cho phép ổng nhìn cái ổng đi ngủ kìa. Ông nói thẳng đi, cứ ông nói dài dòng quá ông Huy. Thôi mỡ không chào, mỡ không chào anh thì anh cũng đi ngủ đấy. Ông Huy chết rồi. À, mọi bữa ông nhanh lắm mà sao bữa nay ông chậm quá vậy? Đó. Nè. Cái quạt đâu? Cái quạt đâu? Nếu mà mình cái tay mình phất lên cũng được, mình giả quạt cũng được. Trời ơi Chu cái gì vậy? Đúng tên Chu mà Chu cái gì vậy? Làm cái gì vậy trời ơi. Thế giờ anh Tiến có cho em gì không? Cho gì? Cái gì đó. Thôi mời mọi người. Không có giờ này không có, đang ngoài đường mà. Ủa, cho bơm. Đi. Bơm. Như thế là xong rồi đó hả? Đi ngủ luôn á hả? Em mua chào anh đâu. Em đã chào anh rồi mà. Nãy em đã chào anh rồi đâu. Mà. Ai thế thì. Hello, cảm ơn người lạ nhá. Anh Tiến bảo là như này này. Anh chào đúng không? Thôi chào mọi người. Em anh đi chết đấy. Lúc ở dưới chào là có cái quạt nó phất lên đúng không? Đó. Nhưng mà anh chưa thấy có cái quạt nào. Phòng em không có quạt. Thì em cái tay của em nó cũng có xả rác không Quy? Giờ này em đi xả rác nữa, tối rồi xả rác gà ở đâu nhiều dữ vậy? Bơm kết bạn em là sao? Hơn bơm kết bạn em là sao? Huyền Thư là ai đây? Kết bạn em. Kết bạn cái gì em? Cảm ơn mọi người tặng hậu tặng gà cho em nhé. Đi đi, tộc trưởng tiên ông Huy đi đi. Được rồi nhá, Huyền Thư. Happy pin, máy happy pin rồi. Các bạn làm thế rồi. Em nhỏ lại mắc ẹt giờ đúng rồi, tí hồi em lại sập. Hôm nay Tết không có gì thì anh tặng cho em hai anh em mình uống một ly. Ok, cảm ơn Bờm nhá. À, vô đây xả rác không à. Đù. Nói chung là anh cũng không có gì nhiều thì cái thằng Bờm nói gì chả nghe gì. Mẹ. Em đi ngủ đi Bờm. Em chỉ cần mượn nghe là được rồi, không cần anh nghe. Em chỉ cần anh tặng cho em cái này em có thể bay bổng trên không trung, nhiều khi em có thể bay được. Đù, dữ. Mạnh dữ. Cảm ơn anh nha. Đó, đấy là anh thể hiện lại lời chào của em lúc nãy rồi nhá. À, cảm ơn nhiều nhá. Dạ, gọn lớp trưởng lên đi. Tập trưởng hay lớp trưởng anh? Lớp trưởng. Lớp trưởng vào chưa? Mẹ các ông ngu như con chó chả hụt. Mẹ ngu, tao bảo để tao làm việc cho thì mẹ cứ bên dưới bảo dưới đi em. Nó đã bảo là em chỉ chơi bên trên thôi nhé, thì đéo thằng nào nghe. Nói cái gì không nghe được luôn. Nói cái gì bố? Này nói cái gì mày đọc rap hả? Tối đọc rap nữa trời. Anh em thông cảm nhá. Giờ này á mọi người đang ngủ hết rồi nên cảm là em không dám nói em không dám nói to đâu. Cảm ơn Văn Cơ. Thôi vậy mày đi ngủ luôn đi. Điện anh bị điên hôm nay Tết mà anh. Thì mẹ đang bập chửi ai. Thì mẹ em có chửi ai đâu anh Huy, còn què em có chửi ai đâu. Em đang khen là Chu hôm nay xinh gái thế. Em hết nước rồi. Em hết nước rồi, anh tiếp nước cho em nhé.
để anh tiếp nước cho em nhé. Thôi điện thoại hết pin rồi, xuống đây. Ừ. Ai lên đi. Ừ anh Tiến đi đi, bye bye anh Tiến. Điện thoại hết pin rồi. Ừ anh Tiến ngủ ngon. Anh xuống, ở xuống tí xíu. Lớp trưởng lên đi.